Chiều ngày 17 tháng 12, Sở Giáo dục Đào tạo tổng kết hội thi giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Tham dự hội thi, 357 giáo viên phải trải qua 2 phần thi, trình bày biện pháp nâng cao chất lượng dạy học và thực hành tiết dạy. Đối với phần thi thực hành tiết dạy ở bậc học mầm non, các giáo viên đã xây dựng kế hoạch giảng dạy chu đáo, khoa học, đảm bảo kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ tiết học phong phú. Trong đó, lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm ở cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đa số các tiết dạy đã phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh, đa dạng về phương pháp dạy học. Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 300 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái, giải nhì cho Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên và 2 giải ba cho Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn và huyện Mù Căng Chải. Qua hội thi, góp phần phát hiện, tôn vinh giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn ngành, tạo cơ hội cho giáo viên được trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.